Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang sống trong không khí vui tươi để chào đón một năm mới, năm 2012. Hôm nay chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nhịp cầu Cộng đồng số 39. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Đàn bầu Việt Nam được yêu thích ở nước ngoài. Thành lập Hội đồng hương Ninh Bình tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nhà thờ đá Phát Diệm, kiến trúc độc đáo của Việt Nam. Mở đầu tạp chí là phần điểm lại những sự kiện cộng đồng nổi bật diễn ra trong tuần. Tại đất nước Triệu Voi, ngày 25 tháng 12 đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi tài năng xiếc trẻ ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia lần thứ hai. Đại sứ nước ta tại Lào Tạ Minh Châu đã tham dự buổi lễ này. Cuộc thi là cơ hội để các nghệ sĩ có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đây cũng là hoạt động nhằm giúp các bên có thêm kinh nghiệm về lĩnh vực biểu diễn và cách thức tổ chức liên hoan xiếc quốc tế. Tại đây, các nghệ sĩ xiếc của ba nước đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc. Đoàn Việt Nam đem đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như nhào trên xe máy, lắc vòng, đứng tay tạo hình, cầu bật xào ngày hội Tây Nguyên. Chương trình đã góp phần xây đắp tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia anh em. Cũng tại Lào, ngày 26 tháng 12, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Minh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Hà Nội, dẫn đầu đã được Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viên Chăn Sukan Mahalat tiếp. Tại buổi tiếp, đồng chí Sukan Mahalat đánh giá cao sự đóng góp của hai hội phụ nữ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô cũng như phong trào xây dựng nếp sống mới. Đồng chí Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục trao đổi hoạt động về mặt chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội, đặc biệt quan tâm các lĩnh vực bình đẳng giới. Hai bên cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong thời gian tới. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp đưa tin, bà Vũ Thị Xuân Phương, chủ tịch và là người sáng lập Hội Hoa Hy vọng vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Pháp đã từ trần ngày 18 tháng 12. Bà đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng bằng khen và ca ngợi là một tấm gương cao đẹp về lòng nhân ái, luôn hướng về quê hương đất nước. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tổ chức gặp gỡ Việt Nam tại Pháp do giáo sư Trần Thanh Vân, Việt Kiều Pháp làm chủ tịch, đã tổ chức lễ khởi công Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành. Tại đây có sự tham gia của đại diện chính quyền tỉnh và thành phố, hiệu trưởng của nhiều trường đại học Việt Nam và nước ngoài, cũng như 200 nhà khoa học vật lý hàng đầu của 27 quốc gia. Với việc xây dựng trung tâm quốc tế này tại Quy Nhơn, Chủ tịch tổ chức gặp gỡ Việt Nam Trần Thanh Vân mong muốn sẽ tạo ra một nơi để tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới về lĩnh vực vật lý, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Quy Nhơn, nơi ông đã gắn bó nhiều năm tuổi thơ. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan, vừa qua, nhà hát tuổi trẻ đã có buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Tại đây, các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều bản hòa tấu bằng nhạc cụ dân tộc như Hồn sông núi, Cung đàn đất nước, Kể chuyện ngày mùa, Tình ca Tây Nguyên và Loi Kra Thong. Đặc biệt, âm thanh của tiếng đàn bầu vừa mượt mà lại vừa tha thiết đã thu hút sự quan tâm của khán giả Thái Lan. Câu ca dao, đàn bầu ai gảy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu, đã phần nào nói lên được sức quyến rũ của cây đàn một giây này. Sau buổi biểu diễn, nhiều khán giả đã có dịp được ngắm cây đàn và đánh thử cây đàn độc đáo này của Việt Nam. Một nhà khoa học Việt Nam tại Hàn Quốc vừa có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Science AAA của Mỹ, một tạp chí khoa học hàng đầu thế giới. Đó là tiến sĩ Phạm Cao Thanh Tùng. Đây là nội dung bài báo được đăng tải trên tạp chí Quê Hương Online. Công trình nghiên cứu của tiến sĩ Tùng đề cập đến zeolite và ứng dụng vào lĩnh vực vật liệu mới. Hướng nghiên cứu của anh là chế tạo các màng mỏng zeolite và ứng dụng để tách riêng biệt các phân tử trong hỗn hợp khí hay các hỗn hợp, bao gồm các thành phần có kích thước phân tử khác nhau. Hiện nhóm làm việc của anh đã nghiên cứu chế tạo màng bằng phương pháp mới, tổng hợp thành công lớp màng này. Phạm Cao Thanh Tùng tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999. Từ tháng 8 năm 2006, anh làm nghiên cứu sinh tại Đại học Seogang, Seoul, Hàn Quốc và tốt nghiệp tiến sĩ vào tháng 8 năm 2011. Còn trên trang điện tử của Báo Đất Việt có bài viết về Helena Vân. Thành danh bằng tài kinh doanh, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nữ doanh nhân Việt Kiều Thụy Điển này vừa được đề cử vào danh sách Top 50 Lady Quyền năng Phái đẹp năm 2011 do câu lạc bộ Lady Luxury tổ chức. Helena Vân sinh ra tại Hà Nội. Năm 2005,
Trở về Việt Nam với tư cách Việt kiều sau nhiều năm định cư ở Thụy Điển, chị thành lập công ty Scandia Villa and Resort Ltd với mong muốn phát triển loại hình kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Với chị, vì tình yêu quê nhà cùng với sự đồng cảm với những người nghèo khổ, nên từ công việc của mình, chị muốn tạo điều kiện giúp đỡ họ và tỉnh nhà. Hiện dự án làng du lịch Bắc Âu mà chị đang triển khai tại Phú Yên sẽ là tổ hợp du lịch phát triển trong tương lai với 200 biệt thự sinh thái cao cấp, 120 căn hộ cao cấp với hệ thống dịch vụ tiện nghi. Với khoảng 300.000 người, cộng đồng người Việt là sắc dân đông thứ 5 tại Australia và đã trở thành một bộ phận quan trọng trong xã hội đa văn hóa của nước này. Trang điện tử của báo Đại Đoàn Kết vừa có bài viết về cộng đồng này. Trước kia, phần lớn người Việt ở Australia thường kinh doanh về lĩnh vực may mặc. Tuy nhiên, những năm gần đây, các doanh nhân Việt đã chuyển sang các ngành gia công khác hoặc lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, thực phẩm. Theo anh Lê Huy, một doanh nhân trẻ tại Australia, thuận lợi lớn nhất của môi trường kinh doanh ở đây là vấn đề thủ tục. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như vấn đề rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Xuất phát từ quan điểm cộng đồng, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, Hội Doanh nhân Việt kiều Australia đã được thành lập với mong muốn trở thành chiếc cầu nối giữa các doanh nhân Việt nhằm cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tìm kiếm đối tác nơi đất bạn. Ngày 24 tháng 12, Hội đồng Hương Ninh Bình đã chính thức được thành lập tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đại hội vinh dự đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu sang tham dự. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành đã bày tỏ lòng tự hào về những người con cố đô Hoa Lư làm rạng danh quê cha đất tổ, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người con Ninh Bình thành đạt hơn nữa và luôn gắn bó với quê hương. Sự ra đời của Hội đồng Hương Ninh Bình là cầu nối để mọi người giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát huy truyền thống quê hương. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội gồm 17 thành viên, ông Nguyễn Bình Định được bầu làm chủ tịch đầu tiên của hội. Sau khi thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, mọi người cùng nhau thưởng thức các tiết mục chèo, chầu văn, những màn hầu đồng do các nghệ sĩ của đoàn chèo trung ương biểu diễn. Cũng tại Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 25 tháng 12, Hội đồng Hương Hà Tĩnh đã kỷ niệm 1 năm thành lập hội và 180 năm ngày thành lập tỉnh. Ngay từ khi ra đời, hội đã tổ chức quyên góp được trên 16.000 euro để giúp đồng bào Hà Tĩnh bị lũ lụt tàn phá. Hội cũng đã có nhiều hoạt động tích cực như giúp đỡ những người gặp khó khăn, tổ chức hoạt động về nguồn, đi viếng 10 nữ liệt sĩ ở ngã ba Đồng Lộc, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước đối với các cháu là thế hệ người Việt thứ hai. Nhân dịp này, hội đã trao giấy khen của đại sứ và của trưởng ban công tác cộng đồng đại sứ quán cho các cháu có thành tích học tập thể thao xuất sắc. Một Việt kiều đã hỏi, chị đã ly dị và có một con gái 4 tuổi. Nay muốn tái hôn với người mang quốc tịch Anh thì cần làm những thủ tục gì? Về vấn đề này, chúng tôi xin được trích dẫn văn bản sau. Theo Điều 13 Nghị định 68-2002 NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đã được sửa đổi bổ sung. Hồ sơ đăng ký kết hôn trong trường hợp này bao gồm tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa qua 6 tháng, giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa qua 6 tháng, bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú, bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú. Độc đáo, cổ kính, trang nghiêm, mang đậm phong cách kiến trúc Á Đông là những gì mà du khách sẽ được chiêm ngưỡng khi tới thăm khu quần thể nhà thờ đá Phát Diệm ở Kim Sơn, Ninh Bình. Đó không chỉ là kiến trúc tổng thể mà còn là những bức phù điêu, những đường nét chạm trổ khéo léo, tinh tế mà không nơi nào có được. Quần thể nhà thờ Phát Diệm thuộc địa phận thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Tọa lạc trên diện tích rộng hơn 20 hectare, quần thể nhà thờ gồm 11 công trình được xây cất, bố trí hợp lý, tạo nên một không gian đẹp cổ kính. Phương đình là công trình kiến trúc 3 tầng, cao 25m, rộng 17m, dài 24m, được ghép lại từ những phiến đá xám nguyên khối. Đây là những phiến đá nặng từ 20 đến 30 tấn,
được gắn kết với nhau do bàn tay và sự sáng tạo của cha ông. Đến đây, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc được chạm trổ tinh xảo. Đặc biệt, những chấn song cửa sổ có hình lá trúc và cây trúc mềm mại mang đậm phong cách nghệ thuật dân gian Á Đông. Ngôi phương đình của chúng ta nơi đây được xây theo lối kiến trúc của người Á Đông chúng ta và không được gọi là tháp chuông như những ngôi nhà thờ khác. Vì ở những ngôi nhà thờ khác thì chúng ta thấy là có một ngọn tháp được xây cao vút lên, trên đó có một quả chuông và có một chiếc dây thòng xuống. Xây ngôi phương đình gần như là vuông như thế, chúng ta còn gọi đấy chính là hình ảnh của căn nhà vuông. Và tầng thấp nhất của phương đình thì chúng ta thấy còn được chia thành 3 gian và trong mỗi gian còn có kê một chiếc sập đá như thế. Cho nên hình ảnh của phương đình được gọi là gác chuông mà không gọi là tháp chuông. Quả chuông nam nặng gần 2,5 tấn, được treo tại đây trên 100 năm. Bốn núm chuông đúc bốn chữ Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vào mùa nào thì đánh chuông vào núm đó. Có lẽ vì vậy mà đây còn được gọi là chuông bốn mùa. Điều đặc biệt là mỗi tiếng chuông đánh lên có thể vang xa hơn 10 cây số. Ở thế kỷ thứ 19, theo sử sách để lại, thì trong lúc cha Phêrô Trần Lục cùng với giáo dân đúc quả chuông trong một cái vạc đang sôi sùng sục như thế, thì ngài có kêu gọi giáo dân rằng ai có dây thì bỏ dây, ai có vòng bỏ vòng, ai có khuyên bỏ khuyên, bỏ thẳng vào trong cái vạc đang đúc quả chuông sôi sùng sục như thế. Giáo dân lúc đó không có cân đo đong đếm gì hết, cho nên chỉ biết trong thân quả chuông là rất nhiều vàng mà thôi. Chính xác là không biết là bao nhiêu, cho nên 100 năm nay tiếng chuông mới có thể ngân vang xa được như thế. Từ ngôi nhà lớn cho đến ngôi nhà thờ nhỏ bao quanh đều đẹp trong từng nét kiến trúc, ý nghĩa trong từng hoa văn trang trí, tạo nên một cảnh quan trang nghiêm, đẹp mắt. Đây là mặt tiền của nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Nét độc đáo là bức phù điêu khổng lồ ở chính giữa nhà thờ với hình ảnh 17 vị thiên thần trong vườn hoa mân côi mang khuôn mặt của người Á Đông. Vòm cửa được chạm trổ giống như bức rèm đang vén, để chào đón du khách cùng vào thăm nội thất của ngôi nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Tại đây có tổng cộng 52 cây cột gỗ lim giống hệt nhau, mỗi cây cao 11 mét, nặng 7 tấn. Gian cung thánh là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thế kỷ thứ 19. Lòng nhà thờ được thiết kế cao vút giống kiến trúc của phương Tây, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp kiến trúc của người Á Đông. Đưa tâm trí đi vào quá khứ 120 năm thì thấy rằng công trình ở đây nó không chỉ là một cái công trình điêu khắc kỹ nghệ mà nó còn là một cái công trình đồ sộ hoành tráng, mà ở cái tầm cao 25 mét, không có xi măng cốt thép, đã làm nên một cái phương đình toàn bộ bằng đá. Đó cũng là một cái cách kiến trúc rất là độc đáo mà mang đậm đà bản sắc của Đông Phương. Nhà thờ đá, một ngôi nhà thờ nhỏ còn được gọi là nhà thờ dâng kính trái tim Đức Mẹ. Đây là một tuyệt tác điêu khắc đá. Với kỹ nghệ thủ công tinh xảo, những phiến đá nặng hàng nghìn cân đã được ghép vào với nhau với độ chính xác cao. Được thiết kế với lối kiến trúc tam quan, tức là ba lối vào. Chúa Giê-xu trước khi chịu chết trên cây thánh giá đã uống rượu nho cùng 12 môn đệ. Những chùm nho trang trí ở đây tượng trưng cho máu của Chúa Giê-xu Kitô. Có lẽ chính bởi sự độc đáo này mà nơi đây được xếp vào top 10 địa danh thu hút khách du lịch nhất ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất là thích nơi này. Có rất nhiều điều thú vị khi khám phá nơi đây, đặc biệt là chiêm ngưỡng nhà thờ bằng đá với kiến trúc vô cùng đặc biệt. Được xây dựng theo phương pháp thủ công, chỉ bằng các chạc tre và sức người. Từ những nguyên liệu gỗ, đá, cha ông đã dựng lên được một quần thể đồ sộ, hoành tráng nhưng vô cùng tinh tế và mang đậm dấu ấn dân tộc. Chính bởi nét độc đáo đó mà quần thể nhà thờ Phát Diệm luôn có sức thu hút với mọi du khách. Tạp chí Nhịp cầu Cộng đồng tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc.